ngu. Thằng Quất, đi về. Cấm không được bép xép gì nhé. Dạ vâng ạ. Chào bác, em chào anh. Mày ăn gì mà ngu thế? Hả? Chỉ vì ba cái chuyện còn con ấy mà mày thuê cái đám lưu manh ô hợp ấy đến để phá thằng Khoa. Mày biết hậu quả rồi chứ? Hả? Mày đã phải trả giá bằng mạng sống của mẹ mày đấy. Chính mày giết mẹ mày đấy. Bố, tất cả là lỗi của thằng Quất. Con sai nó thuê người nhưng nó ẩu. Nó thuê đúng bọn lưu manh tới con. Câm mồm! Đây không phải là lúc đổ lỗi. Nếu chuyện này mà lộ ra, mọi người biết được rằng chỉ vì ba cái chuyện còn con ấy mà mày chơi bẩn thằng Khoa, dẫn đến cái chết của mẹ mày, thì mày có sống được ở đây nữa không? Còn thanh danh của bố mày, danh dự của cả cái gia đình này, mày gánh được chứ? Bố bảo con phải làm thế nào bây giờ ạ? Rồi tao sẽ tính. Miễn là một cái thằng ngu như mày đừng có xía vào nữa. Mà xong đợt này, về xưởng nhuộm mà làm. Làm ba cái xuất khẩu lao động mày cũng không khốn lên được đâu. Anh Cường, dù sao thì bác gái cũng mất rồi. Chuyện sinh tử ở đời cũng là chuyện bình thường thôi. Giờ quan trọng nhất là người ở lại sống thế nào anh ạ. Anh cảm ơn em. May mà anh còn có em bên cạnh. Thế là tan tành giấc mơ khởi nghiệp rồi. Nói ít thôi, càng nói càng tiếc. Đi. Thế con mày đi đâu? Về nhà luôn à? Nó mà về nhà, ông già đánh cho nát đít. Sang nhà tao lánh nạn mấy hôm đi. Ôi, tưởng là làm ăn chân chính chứ. Ai ngờ, cõng rắn cắn cả nhà. Một mạng người chứ có ít đâu mà chúng nó cứ chơi ra đấy. Không biết sợ, trái với nhục là gì. Chào mừng quân đoàn Mất Lộc đã trở về. Mày nói đều ai đấy? Tao lại vả cho Phát bây giờ. Này, nhớ nhá, người có tài không bao giờ người ta cay cú thế. Tớ là tớ không có tài, nên là tớ chỉ có vài chục triệu để mua cậu thôi. Làm sao để có tài như các anh? Mày lấy tiền đâu mà mua xe đấy? Mày mà trộm cắp. Thôi, lo cho thân các anh đi. Đi nha. Thôi, kệ nó đi. Này, hôm nay mua gì? Em mua mận à? Chị mày bảo hết mua mận từ hôm trước rồi còn gì nữa. Đàn ông đàn an gì mà suốt ngày đòi ăn mận cứ như là chửa ấy. Không thấy ghê răng à? Không, em ăn mận cả đời cũng được. Mày trêu chị đấy à? Ăn chua lắm thì hại da chứ báu bở gì. À, cái nhà nghỉ ấy, đóng cửa rồi đúng không? Đóng là đúng đấy. Người hiền lành tử tế như cậu ấy, không hợp với kinh doanh đâu. Tốt nhất là về tiêm bò tiêm lợn như hồi trước là ngon nhất. Ôi, máu. Đi vào đây, vào đây. Nào nào, ngồi xuống đây. Chắc là do nắng quá đúng không? Em không sao đâu, quen rồi. Quen á? Thế có nghĩa là hay bị chảy máu cam à?
Thế sao không đi khám đi, để biết bệnh gì mà chữa. Đàn ông đàn ngang gì cái yếu xìu như thế này, không định lấy vợ à? Nhìn gì? Thế nhỉ? Hay đi làm tí cay cay cho đỡ buồn đấy. Không, tao phải ăn kiêng để mai anh đi khám. Bọn tao nói mòn mồm mày mới chịu đi khám à? Lúc nãy gặp Mận ở ngoài chợ, chị Mận bảo tao đi khám đi, trông yếu quá. Này, hai thằng bạn thân nói mày không nghe, mày nghe bà Mận ngoài chợ à? Mày lắm hoa quả quá mày định đi theo bà ấy đúng không? Đâu, tại thấy chị Mận nói cũng đúng mà. Thế ý mày là bọn tao nói sai chắc? Con đâu ấy hả? Thằng con đâu ấy nhỉ? Anh ạ, anh. Đợt trước em đã hứa là... Thằng đếch nào cũng hứa như mày. Biết đường, nôn tiền ra đây. Chứ tao cần lời hứa mày làm cái gì? Cần. Mày đi vay lãi à? Thì... lúc góp vốn họp giữa tay, tao xoay không đủ tiền nên tao mới làm liều. Mày vay nhiều không? Cả gốc lẫn lãi tao còn nợ gần 100 triệu thôi. 100 triệu mà thôi á? Thế đã gom đủ để trả chưa? Mới được một ít. Canh nước ạ. Các anh thông cảm nhé. Các anh cho thằng bạn em nó một chút thời gian ăn đi xoay tiền trả các anh. Chứ bây giờ các anh mà đánh nó gãy tay gãy chân thì cũng không có tiền để trả đâu ạ. Anh đánh nó làm cái gì? Bọn anh làm kinh doanh chứ phải côn đồ đâu. Anh chỉ ở đây chờ nó trả nợ. Thế thôi, ok. Anh uống nước ạ. Bỏ rồi. Dạ thưa bác, như bác biết đấy ạ, cháu vừa mới đóng cửa homestay xong à. Cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cái khoản mà cháu vay bác để lập nghiệp ấy, thì bác cho cháu khất một thời gian được không? Bác gọi cháu đến đây là cũng vì chuyện đó đấy. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Chuyện của bác Hưởng cũng là một phần lỗi do cháu. Cuộc đời mà, có ai học được chữ ngờ đâu. Với lại thằng Cường nhà bác, nó cũng vì sót mẹ cho nên nó có những các cái ứng xử như vậy. Cháu đừng để bụng nhé. Dạ vâng, cũng không sao đâu ạ. Thế còn cái chuyện homestay ấy mà, bây giờ không làm được thì bác cũng không biết là giúp đỡ các cháu như thế nào. Cho nên các cháu cứ tìm việc đi. Còn cái khoản nợ kia thì... Dạ ạ, cháu biết là việc này là không đúng. Bác cứ cho cháu thư thư đi ạ. Ý bác không phải như vậy. Bác trước sau cũng ủng hộ bọn trẻ các cháu thôi. Cho nên cái khoản nợ ta không nhắc đến. Khi nào các cháu làm ăn kiếm được tiền, lúc bây giờ trả bác cũng được. Hả? Dạ nhưng mà... Nhưng gì nữa, bác một phần cũng vì quý các cháu, một phần là cũng muốn để cho bà ấy ra đi một cách thanh thản, không có vướng bận gì cả, hiểu chưa? Uống nước đi cháu. Ừ, nếu mà ấy nấy ấy, thì cố gắng tìm việc mới, phấn đấu, thành tài sớm đi. Vâng ạ. Dạ, cháu xin phép ạ. Ừ, cháu về đi. Sao cũng phải đối xử với nó như thế? Dù sao thì trong chuyện này nó cũng đâu phải là người hoàn toàn vô tội đâu. Im mồm! Tao bảo mày không được xía vào cơ mà.